vận động chính của trận chung kết ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì U22 Indonesia ra sân trong bộ trang phục quang đỏ là những người được cầm bóng trước và bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Tiếng còi của trọng tài ông Majed Al-Samrani đã vang lên và phía trước Hoàng Đức Chinh cú sút hay có vào. Đức Chinh cho rằng bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của thủ môn Nadio. Một pha xử lý chớp nhoáng của Đức Chinh trong vòng cấm của các cầu thủ U22 Indonesia. Đúng là bóng đã chạm vào những đầu ngón tay hung dũng. Đức Linh, Hoàng Đức, cú sút. Khoảng cách mà Hoàng Đức vừa dứt điểm cũng rất giống với vị trí mà anh đã ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới của U22 Indonesia ở vòng bảng. Lại thêm một tình huống mà trọng tài Al-Samrani phải nhắc nhở đối với các cầu thủ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hùng Dũng chào bóng vào. Đó là... đó là Tiến Linh. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống công chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam đã được thể hiện rất đúng thời điểm. Huống bị đẩy từ phía sau của Hoàng Đức. Quả tạt là của Đức Chiến. Tiến Linh. Cú sút. Đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một tình huống sửa lòng rất hiểm móc của Hùng Dũng về góc xa khung thành của Nadio. Cách biệt hiện tại đã là 2 bàn cho U22 Việt Nam. Một pha triển khai tấn công rất chậm rãi nhưng mang hiệu quả cao nhất cho đội bóng của Việt Văn Hang Sơ. Pha nhả bóng rất vừa tầm của Tiến Linh và Hùng Dũng đã có một pha sửa lòng không thể ngăn cản. Bàn thắng thứ hai của Hùng Dũng tại SEA Games 30 lần này và nó đến ở thời điểm rất quan trọng. Bàn thắng nhân tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng có thể sẽ đánh gục ý chí của các cầu thủ U22 Indonesia. Một thời khắc rất quan trọng và vai trò những huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành cho Tiến Linh những trận đấu, những phút thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia. Và đá phạt của Hoài Đức. Trời ơi, không bao 3-0 rồi, 3-0 và đó là Đoàn Văn Hậu. Cú đúp của số 5 bên phía U22 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói rất tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành và đã chuyển hóa cơ hội rất tốt này thành bàn thắng thứ hai. Hết giờ, tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Và đó là một màn trình diễn vô cùng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 lần này. Chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 trên sân Rizal Memorial. Thực sự là một màn trình diễn đáng nhớ. Bây giờ thì Văn Quang Hải và tất cả các đồng đội của anh đã có thể ăn mừng.
Những hình ảnh chắc chắn sẽ rất trái ngược về cảm xúc của cầu thủ hai đội. Các cầu thủ của Malaysia rõ ràng cũng đã chơi rất nỗ lực, nhưng phải nói họ hoàn toàn bất lực trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ba bàn thắng trong trận chung kết ngày hôm nay đến với một cú đúp của Đoàn Văn Hậu đều từ những tình huống đá phạt ở phút thứ 38 và 72. Và Đỗ Hùng Dũng là người đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 58 của trận đấu. Một chiến